Rồi sáng hôm nay bây giờ là mấy giờ? 6 giờ cái 10. Đây, Lệ Thi, Hằng, chị Khanh nằm salon ngủ, hay đi ngồi chụp cháu quên chầu chực kế chị Nó nói vậy nó cũng dắt nữa chị ơi. Hồi nãy giờ mấy giờ sáng, 6 giờ sáng mà nguyên một nhà dậy hết nói chuyện sùm Đố mà ngủ được chứ con thơ kia nó thức dậy bớ bà con. sùm trời đất luôn mà sân Em si chốt nổi mà không. thôi em chốt thôi chị Khanh nói với em cười ạ. Bớ bà con ai mà ngủ được khi mà thơ nó thức dậy. Tôi tặng cho Một một chút cái nữa bánh đi mì. đi đi gì đi Tây Củ Chi thì chị Khanh ai đi ở nhà thì Lệ Thi ở nhà không có đi chung Lý buồn. do tại sao thơ thích đi Củ Chi? Tại vì nó thích nhìn cõi Củ Chi. Chị ăn uống cà phê không? Không có cà Đúng phê thì sao á? Nói con bé đi à. Bé gì? Ê mà thấy tao nói hay không? Đi chó thì là gì? Chứ ở đời cà phê tụi mình kìa. Cà phê ngon ngon gì đó. Cái này tao chưa mở cửa. Thôi để cho nó đi đi. Không, ý để là tao có một lát á. Ở chân không bằng đâu. Xong đây là vú sữa, chị Khanh ăn rất là ngon, rất là thích vú sữa. Đây view của chúng ta. Quen nhưng mà chị Khanh uống nó rất là nhẹ, nó không giống như nước dạo. Không, nhưng mà cà phê uống cà phê đen rất tốt cho trí nhớ. Rồi đi 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 mọi người ơi, chị Khanh ở nhà vui vẻ nha. Chị Khanh đã ngã ngựa rồi, chị Khanh đã ngã gục rồi. Ủa chung đâu? Ủa nó tới rồi mà. Trời ơi chúng nó đi xe máy kìa, nó chở một đống đồ kìa. Sao mày đi xe máy vậy? Sao mày đi xe máy vậy? Đi chợ, sáng đi chợ. Đi chợ hả? À nấu ăn. Để mua bánh. Ủa, đưa bánh cho chị Thanh. Có xôi không? Chị Thanh chỉ thèm xôi. Xôi sáng chưa có. Rồi, xong. Cái này của mình là cái đó của chị Thanh. Lên. Em lên cho chị Thanh đi. Rồi xe đằng kia kìa. Đâu đó? Đi, đi lại xe luôn. Ủa giờ mày đi xe Honda hả? Có em giờ em xuống cướp xe. Cái chân rớt con gạo kia nó xẹo qua bên kia. Rồi ok. Đình Lam lũ nha. À, nó đi chợ nó đi mua đồ ăn. À quên, đi chợ để nó nấu ăn cho các trẻ em khuyết tật ở Củ Chi nè. Rồi xe 16 chỗ, tưởng đây đi đông ai nhà cuối cùng có mấy mình à. Tưởng có chị Khanh đi. Chứ hai đì đi dứt Lệ Thi ai nhà đâu, chị Khanh đã ngã gục. Trời ơi xe rộng rinh luôn, để coi mình mấy đứa, 1 2 3 4 5 6. Trời ơi biết gì lấy cái xe 8 chỗ đi là được rồi, nhìn chung nó lái. Bây giờ phải mướn cái xe này có người lái luôn. Trời ơi tưởng đông lắm. Tưởng đông lắm muốn cái xe bự tà bá. Chung nghe đồn nó mới té chụp con ếch kìa các bạn. Mình đi luôn nha. Hên không bị trật tay trật chân á. Trời ơi sao mày té mạnh không? Mạnh chứ thơ, quăng té quăng nguyên điện thoại để nguyên cái đít xuống check in cái sàn. Trời ơi ghê quá. Không mà cái dụng nước á sao không để cái bảng cảnh báo á, người ta đi về té nghiệp người ta. Ghê vậy. Vui vẻ tới. Sao mày muốn kêu tao cứ tới tao đỡ mày lên. Tới quay á. Mày té mày ngồi im chỗ mày kêu tao tới. Đỡ thôi, mày thôi, lên. Tới quay lẹ đi thôi, quay lẹ đi. Sao mày không mang đôi giày, mày mang đôi dép chi vậy? Hả? Trời tại đi cho thoải mái thôi. Nè cái dụng nước kìa đang lao kìa. Trời ơi, thấy mày té mới lao á hả?
Có tội mày. Thôi coi như mày dạ, trải nghiệm cho người ta khỏi té đi. Đó, nên bởi vậy em mới bắt ra lao với lại để bạn cảnh báo chứ không thôi không ai có bầu hay là đang già yếu đi té cái chắc xỉu luôn á. Gãy xương luôn á. Bây giờ là 6 giờ rưỡi. Chúng ta lên đường đi. Tới nơi là mấy giờ chung? Tới nơi 8 giờ. 8 giờ mới tới hả? Phải mấy 8 giờ. Tại vì Củ Chi cái đoạn này là nằm giáp giáp Tây Ninh. Rồi đi thì tầm khoảng cỡ 2 tiếng, tiếng mấy 2 tiếng. Có ghé ở đâu không? Sẽ ghé nước mía Vườn Cau đón một bé Lê Hưng. Rồi không sẽ... cho mọi người ăn sáng ăn gì hả? Ăn sáng trên xe đỡ tốn tiền. Đâu ăn sáng gì trên xe? Có kệ Mấy Nhi ơi, lấy đồ sáng Mấy Nhi. Có chuối. Gói ăn sáng nè. Một đống chuối. Với lại bắp luộc. Bắp luộc. Rất là ngon, sáng sớm ta luộc nóng hổi luôn á. Còn nóng. Ai bắp khoai lang không? Bắp luộc, khoai lang luộc đấy. Nói chứ mấy cái này mua còn mắc hơn là ăn tô phở, tô hủ tiếu đó, mua nguyên đống đó mà gần 200 ngàn á, 230 ngàn. Chợ Hòa Hưng. Cho con cục khoai đi. Đây, củ khoai của bà Tám đây. Có khoai mật đó, Nhi lấy khoai mật. Khoai mật hả? Cái này khoai gì? Khoai mật ngon á chị. Ừ, khoai mật đi, lấy khoai mật đi. Chưa ghi hợp đồng. Đồng chút. Ở đây anh em trong nhà nó đi xuống Cô Nhi nấu ăn trong trại dưỡng lão, trong viện Cô Nhi viện. Bị anh công an ẩn dẫn lại các bạn ơi. 7:47 kêu là 7:50 đi. Rồi sắp tới rồi. Nó có. Hả? Nửa đường rồi. Ủa chưa hả? Nửa đường hả? Sao mày nói 5 phút nữa tới? Tới đón Lê Hưng. Ồ, đón Lê Hưng. Rồi tưởng gần tới, ngủ sao cũng nhanh vậy. Trời ơi, con cát. Nó happy. Muốn happy 8 tháng 3 mò mì. Lê Hân đón Lê Hân lên xe. Khỏe không? Dạ khỏe. Rồi chúng ta đi tiếp, bao nhiêu phút nữa tới chung? 30 phút nữa tới. 33 phút nữa. Hằng ngủ đã không Hằng? Quá đã, luôn làm một giấc. Thiện Phước Nhân Ái, cơ sở bảo trợ khuyết tật Thiện Phước Nhân Ái. Mình đã tới rồi, bây giờ là 8:21. Hôm nay là rừng cao su nên rất là mũi. Tối mũi dữ lắm thôi. Tối mũi hả? Ừ, rừng cao su. Mình có bị mũi cắn chưa? Chưa. Chưa sao biết? Sơ nói. Sơ nói. Em mình... chỉ sơ cách làm cho mũi không cắn. Khi mà nó cắn mình á, mình bắt nó lại, xong mình ngắt cái đầu nó ra, xong mình xức thuốc vô, xong mình gắn vô lại là sau này nó không cắn mình nữa. Mày rảnh quá. Cái gì có chuyện một chiếc xe xuống. Bà Thơ cầm bình chiếc cốt. Nó cầm kìa. Tôm hả? Tôm hả? À, tôm. Gạo. Hello con. Thank you.
bếp cái sơ nóng ở đây. Chào bác Sơ, chào bác Sơ. Sơ nè. Nhớ mời Sơ chưa? Chị Loan, chị Loan có liên lạc với Sơ chưa? Dạ. Chị Loan. Chị Loan mới làm hàng tháng là chị Loan gửi gửi tiền cho Sơ. À, Sơ dẫn mọi người đi tham quan nha. Dạ, Sơ ra bếp để em lo cho. Dạ. Để chung giờ đang ở đây để lo. Để trả bếp lại cho em đi rồi anh chỉnh đi. Em đang nó không. Thôi lên nhà đi mắc cỡ. Mắc cỡ hả? Đây ta cắt cho chung. Rồi mắc cỡ ta cắt cho. Đến đây Sơ sát cho. Nha. Ê chào Sơ. Dạ con kia dao này nó lục quá Sơ. Mài đi chơi chung. Sơ ơi có chú Hề hả Sơ? Sơ cho các con chơi đi. Dạ. Hôm nay Sơ đổ bếp à? Hôm nay Sơ làm bếp á. Hôm nay Sơ làm bếp hả? Dạ cảm ơn Sơ. Lên lên tôi chỉ cho ra. Thường là ở đây là sẽ là 70-80 em, nhưng mà thường em ở đây em nấu là 120-130 phần, tại vì có các sơ với lại bộ mẫu nữa. Và hôm nay em cảm ơn chị Hương đã đã chung tay với em trong bữa ăn ngày hôm nay, à, tại vì chị Hương có gửi cho em 200 đô và nhờ em ở mái ấm Thịnh Phước Nhân Ái này. Và hôm nay có Thơ ở đây thì em xuống đây chung với Thơ để nấu ăn cũng giống như là sinh hoạt với lại các con. Cảm ơn chị Hương rất là nhiều ạ. Chị Hương nè, chị Hương là tặng 200 cho Eric nấu ăn cho ở đây. Rồi ở đây. Ủa là Sơ Lan là Sơ nãy hả? Đúng rồi, Sơ hay quay clip để cảm ơn Thơ đó. Rồi bây giờ lên nhà em rửa okay. Sạch xong rồi. Bây giờ mình theo chân Eric đi đi coi quà, chuẩn bị quà để Sơ cứ cảm ơn em quà. À, ngày hôm qua thì con có nhờ Sơ mua sữa giúp con đó thì Sơ nói là Sơ đang đi ra mình ở đây là 40 thùng sữa là 500 đô, 40 thùng. À, các sơ ở đây thì các sơ nói các sơ chẳng được nhiều ngoài nhiều bằng cần sữa đó, sữa tã. Nên là thôi thì em nói thôi bây giờ sơ mua cái nào sơ cần giúp em, em gửi cho sơ mua sữa giúp cho em. Đây là sơ tí, nhưng mà sơ là người mà quản lý ở đây và sơ là người mà khi mà các anh chị giúp đỡ thì sơ sẽ còn Sơ Lan là sơ nào? Sơ Lan là mấy bữa nó hay hay nói Sơ Lan là đến chị Sơ Lan này. Hôm nay Sơ Lan có đây không Sơ? Sơ Lan cũng nhất tại vì hôm nay có cuộc họp. Hôm nay Sơ đi họp. Dạ. Thì thường là Sơ Tý sẽ ở đây nhiều hơn để Sơ Tý quản lý cái máy ấm này. Em ở đây 24/24 đây trừ lúc nào đi. Sơ Tý hả? Sơ là Sơ Tý, nhưng mà Sơ quản ở đây là Sơ Lan. Sơ Lan là Sơ giám đốc ở đây, còn em là quản lý. Dạ. Em cũng ở đây chăm sóc các cháu cùng Sơ Lan năm nay, ở đây 21 năm. 21 năm rồi. Cảm chất thấy là sự nhiệt tình của các cô các chú các anh các chị rất là
biết nói gì hơn, cầu xin Chúa ban bình an trả công vô cùng cho tất cả gia đình các cô các chú các anh chị xa gần thôi. Và qua chương trình thì chúng em nhận được những món quà về vật chất, quà tinh thần để chúng em có điều kiện chăm lo cho các cháu được tốt hơn. Chúng em xin chân thành cảm ơn. Dạ. À, hôm nay thì có các anh chị Mạnh Thường Quân á gửi tiền qua chị Cam Thơ. Gửi tiền qua chị Cam Thơ để chị Cam Thơ ngày hôm nay xuống trực tiếp để trao lại cho Sơ luôn. Bây giờ em đọc, xin mời Sơ ngồi đi. Em đọc cái danh sách của các ân nhân gửi tiền cho Sơ, cho chỗ má của mình, đó là có chị Lan Nguyễn 100, Hường 100, chị Thư Bắc Ali 100, chị Kim Oregon 200, chị Ngọc Lan Michigan 100, chị Trinh Liêu 200, chị Phượng ở OC 50. Tất cả của Sơ là 850 đô. Em sẽ làm tròn là 1000 đô. Em gửi lời cảm ơn tất cả các cô, cô các chú, các anh chị sang đây. Dạ. Trái tim và tấm lòng của các cô, các chú, các anh chị rất là cao cả. Dạ. Sơ con gửi cái danh sách cho Sơ, có gì Sơ cầu nguyện giùm cho. Dạ, cho mấy ân nhân. Chúng em hứa là chúng em sẽ mỗi ngày có các cháu những cầu nguyện với ân nhân xa gần có sức khỏe, niềm vui, sự bình an trong cuộc sống, công việc luôn được tốt đẹp. Cảm ơn Chúa chung. Dạ, không có chi Sơ. Chúc Sơ nhiều sức khỏe nha. Quà đó là cũng là tiền quỹ của các ân nhân mà đóng cho con, xong rồi con lấy cái quỹ đó con mua sữa là Sơ cần á. Là hôm nay là 500 đô ha Sơ ha. Người có của, người có công thì các cháu có ngày hôm nay được nhờ ơn Chúa. Nếu không có Chúa thì chúng em cũng chẳng làm được một cái gì mà các cháu cũng không có ngày hôm nay được. Xin Chúa ban phước lành cho tất cả quý ân nhân xa gần các anh chị. Dạ, dạ sơ. Nay là con kết nối chị Thơ đến với máy ấm mình. Có rất là nhiều anh chị yêu quý Thơ cũng như là yêu quý luôn máy ấm mình. Nên là cũng có gửi qua cho Sơ chút tấm lòng. Thì mong Sơ cũng yêu thương và cầu nguyện cho các anh chị. Cầu mong Chúa trả công bội hậu cho tất cả mọi người đã chung tay. Nãy con nói là có chị Loan sẽ liên lạc trực tiếp với máy ấm của mình và sẽ gửi tiền mỗi tháng cho mình để mà lo cho các em. Cảm ơn chị Thơ. Dạ. Và bây giờ mình đi vô trong để sinh hoạt. Dạ, rồi. Cháu rất là vui hôm nay nói chú xuống, hôm nay có các cô chú xuống, có chú Hề nó thích lắm mà. Dạ. Hề nó thích lắm. Bye.
Rồi sau khi chúng ta thăm các bé, bây giờ mình trở lại với bếp với lại Eric. Làm tới đâu rồi Chung? Xong rồi, giờ tôm trứng cút em đang hầm thịt xương. Khoảng cỡ 10 giờ tiếng nữa là có đồ ăn rồi. À, còn đấy là cái gì, nấu gì? Đang luộc nuôi nè. Em đang nuôi nên là luộc nuôi. À, luộc nuôi hả? Có nuôi nè. Tiếng nữa có hả? Tiếng nữa là đúng giờ ăn luôn. Bây giờ 9:20. 10:20 có ăn hả? Bé Thơ có đói chưa? Chưa. Con lấy ăn củ khoai lang rồi, đâu có đói. Ủa luộc hai nồi luôn. Qua wow, ồ nhiều ha. Còn nồi này nồi gì? Hầm xương hả? Em đáng lẽ là bây giờ đợi cho nó sôi lên cái là em vớt bọt, vớt ra. Bọt. Ừ. Đó được. Ui, 8 người tiếp. Hôm nay lại là 8 người. Số 8 đẹp mà. Hôm qua ăn ở ăn tối cũng 8 người. Đi tới chỗ miền Đồng Thảo cũng 8 người. Mà thay phiên nhau chứ đâu phải đâu phải một cân. Ờ, thay phiên nhau chứ đâu phải mà một nhóm không đâu. Ha. Hôm nay cũng 8 người. Rồi, miễn số 8 vô. Miễn số 8 vô. Năm nay là em có một cái mong muốn mà em nghĩ là em phải làm trong năm nay. Nhưng mà em đang suy nghĩ cái việc là em về cái bằng lái của em, mới là em lái được cái xe hay không. Em muốn làm một cái chuyến hành trình xuyên Việt, phở nụ cười. Em có nói với Thơ đó. Phở nụ cười hả? Phở nụ cười là em phải dừng chiếc xe của em. Chiếc xe phở đó sẽ có ghi cái khắp trình là phở nụ cười. Xong rồi em sẽ lái, ví dụ em lái tới Cà Mau, cái chỗ đó ví dụ rất là nhiều con nít hoặc là nhiều người nghèo đó, thì em sẽ dừng chiếc xe vào đó. Em sẽ bày mấy cái bàn xếp, xong rồi em bày một cái hàng dài bàn xếp ra. Bên đây để cái camera của em, chỗ này là cái xe phở của em. Thì đi lại lấy phở của em xong trả tiền cho em á, thì đi lại nghe camera bưng cho phở em cười cái rồi vô bàn mà ăn. Tại cái hành trình phở nụ cười của em đó, cái đó là chuyến hành trình phở nụ cười của em, thì em sẽ làm cái đó xuyên Việt. Em sẽ nào là để em coi em ước mong mà chị thương á. Tại vì em phải mua chiếc xe nè, em phải mua chiếc xe food truck á, chiếc xe mà để đâu chiếc xe đó mất tiền lắm, xong rồi để mà có mấy triệu à. Không, nhưng mà em mà phải làm một mình, em tự làm cái đó thì em thích đâu có ăn. Dạ được rồi, thì em sẽ làm đó trong năm nay, bỏ nụ cười xuyên Việt. Rồi chúc chung đạt được ý nguyện. Nhưng mà mày nhớ chờ tao về đi nha. Thì Thơ phải đồng hành một hai số, hay là mình làm demo thử tập không? Làm demo thử tập bỏ nụ cười không? Ồ, sơ cái này cháo hả sơ? Dạ, cháo xay nhuyễn thôi. Là cho mấy bé mà ăn nhai cũng được hả? Dạ. Ồ, cháo xay nhuyễn quá ha. Coi như là nuốt thôi chứ đâu có nhai được dạ, hả sơ? Dạ, đúng rồi, bé chỉ có nuốt thôi ạ. À. Xay mà không kỹ gợn gợn là các bé nuốt hết không? Mì lột xong nó mới ăn kia. Khoan để em dẹp cái nha. Nóng không Chung? Nóng. Nóng hả? Nấu bếp mà không nóng mới lạ. Hồi đó đó, nó quay video cho mình coi. Nó nấu này kia kia nói, trời ơi phải không mày? Trời ơi có lộn không? Phải mày nấu không? Không có tính. Nó để tao về tao phải coi đúng nó nấu, mới có tin nó nấu. Bây giờ về đây mới tin là nó nấu vậy. Nó sao mày nấu được, sao mày nấu được. Nó nói vậy hả? Nó không tin nó, mày xạo hả? Trời sáng đi chợ đi đồ mà hồi đó nó đi toàn xe Honda, mà nó lỉnh kỉnh, nó bỏ đồ đầy xe Honda xong nó chở đi. Chiếc xe sáng á em cũng chở đồ về đó cho em chạy tới Củ Chi luôn. Chạy tại vì nhỏ đi chợ với mẹ em quen, giống như cái chợ nó hình chữ U đi ha, ví dụ cái chợ hình chữ U đi,
là em tới hàng nào em dặn rồi xong em đi hết cái vòng này, xong em hoành lại cái xe buông lại em pick up, em lấy em chức lên xe rồi em đi ra. Em đi chợ chưa tới 10 phút. Em đi chợ chưa tới 10 phút nữa. Nên là sáng cứ ngủ tới 4:30 5 giờ gì đó xong em dậy em đi ra chợ 10 phút, xong em dặn hàng cái là em đi hoành rồi cái rồi xong. Trong thời gian em đi có người ta chuẩn bị đồ cho em. Đang ở đây sơ đang nuôi bạn này là không có gì hết nhưng mà ngoan, bạn không có bị tật nhưng mà các sơ cho đi học đầy đủ, ngoan lắm. Con ở đây chú hỏi này cái, con tên gì con chào cô đi nè, con tên gì? Thiên Ngân hả? Năm nay Thiên Ngân học lớp mấy? Cấp 4 hả? Học giỏi không? Học giỏi hả? Đó, bạn này là không có gì, cái sờ đang nuôi. Ủa gì ba mẹ nó sao? Ba mẹ bỏ mồ côi. Mấy bạn trong đó đa số là khuyết tật, nhưng mà bạn này thì không có khuyết tật, nên là cái sờ cho đi học. Ngoan lắm. Cắt xong bỏ vô đâu? Thôi đi học, bỏ vô miệng. Lấy cái thao cho thôi con em. Chừng té. Có chừng nó té. Ăn ngửa nó té. Cũng bé nè, tự ăn được không chị? Mình phải đút hả cho chị? À, bé nè ăn bột. Ăn cháo đúng rồi, cháo bột. Ăn cơm thì được, ăn muối thì ăn không được. Không có yếm cho bé ha. Có đồ sẵn trong đây hết rồi. Rau với thịt nãy có sơ nói, sơ cũng có Ê, nó ăn phải biết cắt đứt chứ nó ăn nó quay ngủ, nó ngã ngủ rồi nó chịu. Ồ, biết cắt đứt quá ha chị hả? Chứ không đứt, không biết nó đứt không được. Nó quay ngủ. Là coi như chịu ăn một ngày 3 buổi không chị? À, xong rồi trưa là ăn. Rồi bây giờ 10 giờ đó là ăn cơm. Ăn cơm xong rồi vô 11 giờ ngủ. 2 giờ dậy uống sữa ăn bánh. Wow. Rồi chiều lại đút ăn tiếp. Đây là bé này là ăn cái này không? Không, nó ăn cơm được. À, ăn cơm được. Ăn được. Cơm thì ăn. Cơm ăn được. Cơm được, cháo được, mà nuôi thì ăn được. Có khi bún rồi thì mình ấy nhuyễn ra cho ăn được. Trời ơi, chị đút cho bé này bao nhiêu năm rồi chị? Bao nhiêu năm rồi? Ờ, rồi chị mới làm hả? Mới mà nay năm mấy hả? Mới làm được. Năm còn mấy? Còn mới mua trên lầu mới làm. Ở đây 20 mấy năm rồi mà. Ở đây cũng có làm, nó làm thì vô xong cái đầu. Dạ. Giờ vô làm nè.
thường thì lúc không được á, mặt mày nó từ lưa luôn. Cô gì sơ đem nó ra đây là mém té luôn á, ngồi trên ghế mém té luôn. Này cô phải có lòng kiên nhẫn, là có tâm lắm mới làm được, tâm lắm luôn mới làm được cái này á. Cái ăn uống gì nói gì nó còn ỉa cây chét từ lưa luôn chứ, móc nó chét từ lưa luôn. Trời ơi, làm bé này á hả? Đứa nào cũng vậy hết á, trong đó là đứa nào cũng vậy hết. Đó mà nó đi vệ sinh mình không có thay là nó chét từ lưa. Trời ơi, ngay thì mình dọn liền. À, sơ đã bỏ nước vô rồi nè, hấp dẫn chưa, rồi bắt đầu vào bày ra nè, chia ra từng ghế nè. Nuôi nụ cười nè, cầm thơ cầm cho nuôi cầm thơ cười, đây là cầm thơ được ăn, cười với tươi mới được ăn nha. Khó quá. Giờ được ăn chưa? Rồi được ăn rồi. Đây là hai
đại ca ăn khỏe nhất à? Dạ. Mỗi đại ca là 2 tô. Trời ghê hả? Mỗi đại ca 2 tô đây hả? Rồi còn thêm cái thao này nữa hả? Hả? Ăn nữa. Hả? 2 tô luôn. Ừ. Ăn hết không? Ăn hết không? Hết luôn hả? Trời ơi. Rồi dắt đi rồi. Lúc còn bé này dễ thương nghe chưa? Ủa rồi chừng nào bé này mới ăn, lúc xong rồi bé mới ăn hả? Wow, vậy hả, nhiệm vụ luôn. Em cứ từ từ thôi, bé ăn nước xong rồi con tiếp. Từ từ ăn, nó đỏ lâm mà. Ủa nó đút nhanh, nó đút nhanh quá. Trời ơi, nó đút, nó đút liên tục luôn. Ở đây là bé Trâm nè. Hello Trâm. Ăn chưa? À. Ồ, bé này nó đi được rồi. Ẩm cái nè, ẩm đi cho ổng ăn. Trời ơi. Ăn con nào chị? Rồi ngồi đâu chị? Ngồi bên đó rồi. Bên đây ngồi không? Ok, chơi ngồi đây đúng không? Chứ anh ngồi đâu, đâu có ghế cho nó ngồi đâu. Bé Chi đánh đàn, hôm bữa sinh nhật em, Bé Chi đánh bài Happy Birthday để tặng mẹ em. Hả? Đó, mẹ Chi hả? Wow, Bé Chi giỏi quá, chơi Bé Chi ăn một mình luôn. Hôm bữa Bé Chi bệnh, hôm nay Bé Chi hết bệnh chưa? Khỏe rồi đúng không? Trời, Bé Chi ăn, ủa tay Bé Chi gì mà đàn được luôn hả? Trời, Bé Chi đánh đàn rất hay. Rất đàn hay luôn. Hay quá. Chú nữa Bé Chi ăn xong Bé Chi đánh cho chú một bài được không? Tôi bởi giờ chú buồn quá nha. Thiệt mà nha. Chúc Chi ăn xong đánh cho chú một bài chơi nha. Nghe nha. Bài bài gì về dạ chúa đi nha. Ha. Nha nhớ nha. Cảm ơn Chi nha. Hay bật, hay bật YouTube của em Thánh Ca nghe em hát. Ờ, biết hồi nãy thấy đó, em thích nhất Long Mi. Em lên làm kiếm bé này em thích cặp mắt lắm, thôi nhìn này không nè. Cái Long Mi dài ha, cong cong vuốt luôn. Em lên làm kiếm bé này. Thương lắm. Chưa ăn hả? Bé Như hả? Bé Như. Như đợi xíu nha. Như đợi xíu nha. Ai, ai đút cho bé Như ăn? Cô. Thay phiên nhau. Bữa giờ con khỏe không? Khỏe. Rồi nó nói được cô khỏe kìa. Cầm cứ cứ soi coi 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 coi. Mấy cái có được con sô lan xin em mấy cái miếng đặc bạn nằm một thời gian chắc. Hôm nay là em có xin được. Hôm nay là em cũng có xin được vài cái cho sơ. Miếng này hả? Cái giường này. Tao đi nằm. Nằm rách á. Rồi em xin mấy anh bạn Việt Kiều về đây kinh doanh á. Rồi mấy anh em nói là cho em xin thay vì lì xì gì này nọ thì em kêu chuyển thẳng cho Sơn Lan luôn. Tại vì cái này mấy bạn nằm á, bị mấy bạn tiểu đái lâu nó bị mục ra rách. Đi xuống rồi. Trời ơi, bé này nó đá con bé này kìa. Bởi vì kìm nó nè, mà còn quơ á.
vui không? Nó ăn xong xong cái ăn cái làm vui. Nó tội quá. Cái ăn xong cái làm vui. Chịu nổi đi. Hôm nào ra bài mới đăng lên nha. Fan của em trong đây nhiều lắm hết. Ai chơi em hát dở nhưng mà trong đây em có fan. Thôi la em đây nó hát ghê quá. Đó, nhưng mà fan em hấp dẫn. Dạ đi thôi, cứ hát đi thôi. Con này là lớn tuổi nhất ở đây nè, 28 tuổi. À, 25 hả? Đi đâu thêm 3 tuổi. Ủa sao nhớ thành 28 à? À, có anh kia 28 là lớn nhất. Ừ. Ăn gì thì lấy chân thì thiều chi. Cô ở đây là bao nhiêu bảo mẫu cô? 10 bảo mẫu. Ở dưới nhà thì 4 lại cô là cô chăm đồ, hai cô chăm cháu. Còn cái đạo là 6 cô. Bao nhiêu sơ ha? Bao nhiêu sơ? 12 sơ hả? Wow. 20 mấy người á. Wow, xí quách nha. Mày có mời tao không Trung? Không nha. Đó, sao mày cũng mời tao? Sao lúc nào mày cũng không mời tao cái gì? Em, cái đứa vô anh Trung. Nói không, ai nó cũng mời mà nó không mời mình. Vô, bưng lại bàn. Bưng lại, cười nha. Cười mới được ăn. Cười mới được ăn, thằng này nó khó ghê. Ăn cái tô của nó bắt phải cười. Đây à, bé hề ăn chưa? Chưa, bây giờ bây giờ mới ăn hả? Em ơi, vô ăn chung luôn em. Anh vô ăn đi ăn em. Thôi. Ăn xong về. Làm hề cũng phải ăn chứ. Rồi. À, rồi đây. Ok rồi, chúng ta cùng ăn. Hãy thăm mấy bé trên đó đó, tội nghiệp quá à, ha. Chị, nhìn chị cũng nổi luôn. Tự nhiên nhớ tới chị Hiền ở bên Mỹ á. Chị Hiền có hai đứa con á, cũng vậy đó. Hai đứa con trai mà một người cũng nằm vậy đó, mà chỉ nuôi 30 mấy năm. Rồi một người thứ hai 20 mấy năm cũng nằm vậy, chỉ chăm sóc luôn. Gia đình thánh giá đó. Mọi người cái cậu mà bà con trai đầu tiên á là cũng bị, nhưng mà bò này kia được, cũng bò này kia nhúc được, nhưng mà cái cậu người thứ hai là nằm một chỗ luôn. Mình cầu nguyện có giá chị làm ha. Mình cầu nguyện cho chị. Đó thì ở đây cái sơ nuôi thì thực ra các cái sơ làm cũng không sợi, nên là phải thuê bảo mẫu. Hồi nãy thôi thấy có mấy cô bảo mẫu, phải có cô bảo mẫu để lo phụ. Nhưng mà công nhận nó hả sạch sẽ ha, giống như nằm một chỗ vậy mà không có bị gì hết trơn. Thì ở đây nếu như mà bị một cái vết thương cái là rất là lâu lành, thiếu vitamin D là phải sạch sẽ, không có vận động nên da thịt đâu có chắc được giống như mình đâu. Nên khi mà bị một cái vết thương rất là lâu lành nên là các sơ thà là chăm kỹ sạch sẽ. Công nhận hay ha, các sơ nguyện hay thiệt luôn á, chăm mà coi như là rất là sạch sẽ luôn á, không có nghe mùi gì hết á, quá trời hay. Đó thì thường em xuống đây thì em thuê bạn chú Hề, có những bạn chú Hề đi theo em, giống như em lên mạng em đặt thôi, em chọn đặt đại xong rồi cử bạn chú Hề, có mấy bạn chú Hề đi đến đây với em xong rồi không lấy tiền. Vậy hả? Nói thôi em không lấy tiền, anh đâu anh giữ tiền này để cho nấu ăn cho mấy con ở đây, hay là anh gửi lại cho các sơ đi. Có nhiều bạn thì lấy, nhưng mà lấy lọc tổ là lấy chút dễ thương nha. Bạn thì
cũng lấy đủ, nhưng mà các bạn đó thì lại sẽ trực tiếp làm những cái việc khác. Nhưng mà đó thì thường các bé xuống đây Thơ thấy không có, có chú Hề, tại vì em nấu ăn rồi nó lăn lóc nó ngọ chỉnh như con em. Lăn lóc ngọ chỉnh chịu đổ nổi đây, em thuê người tới chơi hồi nãy cho nó tụi nó khoái lắm. Tụi nó nhảy, có cái đứa con bé thì nó đứng nó nhảy quá, nhảy luôn. Ai ở con mày ngon à nha, em chút ngon xíu à nha, chút xíu đều ngon à nha. Cái sơ trong đây thì mỗi sơ kiêm một nhiệm vụ, mỗi sơ kiêm một nhiệm vụ và cái sơ làm rất là cực luôn á. Đúng rồi, chỉ các sơ mới làm nhớ thì đó mình tới đây với chị gì không? Dạ mới nhớ đó. Thì tôi tới đây tao mới nhớ buổi tối á, cái mình ra ngoài ngoài cái tượng mình hát bài sinh vân á, bây giờ mới nhớ đó. Xong rồi, ngon quá, ngon không các em? Dạ ngon. Ngon không anh? Dạ ngon. Dạ ngon. Edit number one, 1 2 3 chúng em cảm ơn Edit. Rồi bây giờ chúng ta ra gặp sơ một lần nha, cuối cùng rồi mình đi lên tới một cái địa điểm khác. Rồi sơ, chúng em xin biết rằng cảm ơn chị Thơ, cảm ơn tất cả các anh các chị hôm nay, cảm ơn chị Thơ đến thăm chúng em và các cháu, bữa ăn cơm rất là ấm tình người, ấm tình thương và ấm lòng nữa. Xin cảm ơn cho chúng em gửi lời cảm ơn tất cả quý ân nhân xa gần đã, đang và sẽ còn tiếp tục giúp đỡ chúng em và các cháu trong tương lai. Xin Chúa ban bình an và trả công bội hậu cho tất cả quý ân nhân, gia đình, các anh, các chị, cô, dì, chú, bác được bình an, mạnh khỏe và hạnh phúc, công việc luôn được tốt đẹp. Dạ. Sơi cho con hỏi là nếu mà có những mạnh thường quân mà đang xem clip mà muốn giúp đỡ trực tiếp cho mái ấm của mình á, thì mình sẽ gọi số nào? Gọi số điện thoại là 0933880054. Dạ. Lê Thị Lan. Dạ. Rồi. Còn em là Sơ Tín. Dạ. Cảm ơn Sơ rất là nhiều. Và con chúc cho Sơ, các Sơ ở đây cũng như các bảo mẫu nè, tất cả mọi người mà các anh chị, các cộng tác viên với lại các người chị cộng tác viên ở máy ấm của mình luôn luôn có nhiều sức khỏe để mà làm những công việc rất là khâm phục, rất là như là con rất là ngưỡng mộ. Sơ mai mốt mà sơ, cái sơ có lên thiên đàng nhớ thả cộng hành xuống cho tụi con nằm không. Lên sơ. Phải chắc là đây này là một người rất là rồi, nhiệt tình và hy sinh rất là nhiều. Đây là một giống là phải nói là vị thánh trẻ rồi đó. Sơ sơ người con sơ được Chúa không có chuyện. Chúa cũng còn có rất là có những người âm thầm là dạ, con cũng cảm ơn sơ rất là nhiều vì cho con có một cơ hội để xuống đây để được nấu ăn cho các em cũng như là các sơ ở đây, thì con cảm ơn sơ và con chúc sơ và các sơ ở đây cùng với lại các chị bảo mẫu, các cô bảo mẫu dồi dào sức khỏe và tràn đầy hồng ân của Chúa nha. Cảm ơn sơ. Chung bảo không phải một cơ hội này nhưng mà nhiều năm nay rồi. Dễ thương lắm, xuống đây rất là vào làm đầu bếp. Mấy sơ cứ kêu là đầu bếp
Singapore. Rất là giỏi, bảo mai mốt mà lập gia đình ấy thì chắc là ai mà ấy được thì đảm đang lắm, rất là đảm đang. Sơ bảo nếu mà đi tu thì cũng rất là giỏi. Cái sơ nào cũng kêu đi tu. Con cảm ơn sơ. Thôi con với lại mọi người xin phép được chào sơ. Facebook và số điện thoại liên lạc của bà Tám Văn Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Tám Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.